Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ tư, ngày 15 tháng 9 năm 2021, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Sóng và máy tính cho em, khơi thông rào cản khi học trực tuyến. Indonesia xây dựng lộ trình thích nghi với đại dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 15 tháng 9, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các cơ quan khối nội chính Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan khối nội chính, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Báo cáo kết quả công tác nội chính nhiệm kỳ đại hội 12 của Đảng, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhận mệnh. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy cả cấp, các bộ ban ngành trung ương và địa phương, các cơ quan khối nội chính đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Các cơ quan khối nội chính đã tích cực chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương chính sách lớn về công tác nội chính, góp phần xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Công tác tư pháp có những chuyển biến tích cực, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được tăng cường, góp phần siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước, thực hiện tốt vai trò tiên phong trong đấu tranh xử lý tham nhũng, ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra cả nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội 13 của Đảng về công tác nội chính. Sáng nay ngày 15 tháng 9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2022, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành liên quan. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, với cả chỉ đạo giải pháp đồng bộ quyết liệt từ Trung ương và các địa phương, mặc dù trong điều kiện còn rất khó khăn, đặc biệt diễn biến của dịch bệnh còn phức tạp, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cả cấp chính quyền địa phương, tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội 8 tháng của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung đã đạt được những kết quả khả quan. Tốc độ tăng trưởng bình quân GRDP của vùng miền Trung 6 tháng đạt 6,4%, cao hơn bình quân cả nước và cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, một số địa phương có tốc độ tăng trưởng nằm ở nhóm cao của cả nước như Quảng Nam, Thanh Hóa, Nghệ An. Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn vùng 8 tháng đạt trên 139.000 tỷ, đạt 88% so với dự toán năm, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Trong đó, một số địa phương đã vừa dự toán năm, Quảng Bình thu đạt 100% dự toán. Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đạt 11 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ. Tổng vốn FDI đăng ký trong 8 tháng đạt 1,09 tỷ USD. Cùng với phát triển kinh tế, cả địa phương đã phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch. Tuy nhiên, qua đánh giá tại hội nghị cho thấy, đại dịch COVID-19 phức tạp đã tác động tích cực đến tình hình sản xuất kinh doanh của hầu hết các ngành, lĩnh vực và đời sống của nhân dân. Một số địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi. Hội nghị đã tập trung trao đổi, đánh giá những kết quả dự kiến đạt được trong năm 2021, những thuận lợi khó khăn trong thực hiện kế hoạch.
đồng thời đề ra mục tiêu giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2022 nhằm đảm bảo tập trung hiệu quả đạt được mục tiêu đề ra và nâng cao sự phối hợp chia sẻ giữa cả địa phương trong công tác điều hành, xây dựng và triển khai kế hoạch, nhất là trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Là địa phương đang áp dụng thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ để phòng chống dịch COVID-19. Nhưng thời gian qua, thành phố Đồng Hới đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ ra soát, thẩm định hồ sơ của các lao động tự do trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ theo tinh thần nghị quyết 68 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ quyết định 2502 ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở danh sách và hồ sơ cả lao động tự do của 15 xã phường đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét hỗ trợ. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đã tiến hành rà soát thẩm định. Kết quả toàn thành phố có 10.362 lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đủ điều kiện được nhận hỗ trợ của nhà nước với mức hỗ trợ tiền mặt là 1,5 triệu đồng một người. Để các đối tượng đã được phê duyệt nhận khoản hỗ trợ này, thành phố Đồng Hới đã và đang chỉ đạo cả xã phường trên địa bàn triển khai thực hiện công khai minh bạch và phải đảm bảo an toàn cho đối tượng được hỗ trợ và cán bộ chính sách thực hiện trao tiền hỗ trợ. Thường trực Tỉnh ủy vừa có thông báo số 3111 đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu chính sách hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho học sinh nhằm chia sẻ khó khăn cho người dân do tác động của đại dịch COVID-19. Để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và cả sở ngành liên quan nghiên cứu tham mưu chính sách hỗ trợ học phí đối với bậc học mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên toàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh sẽ nghiên cứu chính sách về học phí đối với sinh viên, học viên cả trường đại học cao đẳng, trung cấp, bậc học mầm non và học sinh phổ thông cả trường tư thục ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Trong 24 giờ qua, từ 6 giờ ngày 14 tháng 9 đến 6 giờ ngày 15 tháng 9, Quảng Bình ghi nhận 26 ca nhiễm COVID-19 mới, 1 ca tử vong, 43 bệnh nhân được xuất viện. Ca tử vong được ghi nhận là bệnh nhân 551174, 88 tuổi, ở xã Hải Phú, huyện Bố Trạch. Đây là trường hợp đầu tiên tử vong sau khi mắc COVID-19 được ghi nhận tại Quảng Bình. 26 ca bệnh mới đều được ghi nhận tại cả khu vực phong tỏa và khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Trong đó, huyện Bố Trạch 6 ca thuộc cả xã Đức Trạch, Hải Phú, 18 ca ở trong cả khu cách ly y tế và 2 ca nhập cảnh đã được cách ly tập trung tại khu cách ly cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Tính đến 6 giờ ngày 15 tháng 9, Quảng Bình có tổng số ca nhiễm COVID-19 từ trước đến nay là 1.330 ca, trong đó 341 trường hợp đã được chữa khỏi và xuất viện, 1.012 bệnh nhân đang được cách ly điều trị, có 7.911 trường hợp F1 và 18.567 trường hợp F2 của cả ca bệnh COVID-19. Tổ COVID-19 cộng đồng là một mô hình phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay, thời điểm tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và huyện Minh Hóa còn diễn biến phức tạp, thì mô hình này đang phát huy hiệu quả. Ngay sau khi ghi nhận thêm 2 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại địa bàn xã Dân Hóa, cả tổ COVID-19 cộng đồng của cả xã thị trấn đã họp và triển khai ngay phương án rà soát đến từng hộ dân để kịp thời phát hiện cả trường hợp liên quan đến ổ dịch. Do số lượng thôn bản đông và nhiều địa bàn nằm rải rác nên các tổ phải phân chia khu vực để đi lại liên tục trong nhiều ngày, quyết tâm rà soát không bỏ sót trường hợp nào. Trước cái diễn biến phức tạp tình hình COVID-19 hiện nay trên trong cả nước, liên ban tỉnh, liên ban huyện, Ủy ban Nhân dân xã đã chủ động triển khai các biện pháp để tăng cường phòng chống dịch COVID trên địa bàn. Thứ nhất là Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập là 9 cái tổ COVID tại cộng đồng ở 9 thôn và một tổ kiểm soát phòng chống dịch COVID trên bàn của Ủy ban xã Hóa để tổ chức triển khai các biện pháp kiểm soát ngăn ngừa các trường hợp đi từ vùng dịch để áp dụng các biện pháp cách ly y tế hoặc có biện pháp cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Xác định tình hình diễn biến dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp,
nên tổ là luôn nêu cao tinh thần đoàn kết để cùng giúp nhau vận động nhân dân thực hiện cho tốt công tác phòng chống dịch, góp phần cùng toàn đảng, chính quyền, người dân sớm đẩy lùi dịch bệnh. Hiện trên địa bàn huyện đang cách ly tập trung 121 trường hợp tại khu cách ly tập trung của huyện và 253 trường hợp cách ly tại nhà. Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, cả địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời thành lập mới cả tổ COVID-19 cộng đồng trong nhân dân. Nhờ sự linh hoạt của cả tổ COVID cộng đồng nên cả trường hợp F1, F2 được truy vết nhanh chóng. Cả trường hợp cách ly tại nhà thì tổ có trách nhiệm theo dõi, giám sát theo quy định, hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Là thành viên của Ban chỉ đạo phòng chống COVID của thị trấn thì tôi đã tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống COVID của thị trấn và chính quyền địa phương kịp thời triển khai các biện pháp chỉ đạo phòng chống dịch COVID của cả cấp, đồng thời là theo dõi giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà. Bên cạnh đó, tôi cũng tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống dịch bệnh cho người dân, đặc biệt là việc thực hiện 5K của Bộ Y tế, tăng cường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, lực lượng công an, đội ngũ cộng tác viên và các tổ COVID cộng đồng là quản lý tốt người về địa phương, nắm bắt theo dõi và xác minh từng trường hợp cụ thể, những người mà tiếp xúc với F1 và những người về từ vùng dịch. Dịch COVID-19 đang còn nhiều diễn biến phức tạp, sự vào cuộc đồng bộ của 114 tổ COVID-19 cộng đồng trên địa bàn huyện Minh Hóa đã tạo ra thể trận nhân dân cùng đồng lòng sớm đẩy lùi dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách. Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế. Thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19. Công an huyện Quảng Trạch vừa tiến hành tổng đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam nhóm 4 đối tượng nghi vấn bảo kê cưỡng đoạt tài sản ở khu vực cảng Hòn La về hành vi cố ý gây thương tích. Ngày 13 tháng 9 năm 2021, dưới sự chủ trì của Công an huyện Quảng Trạch đã phối hợp với cả phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm đối tượng là Phan Sinh Thành, sinh năm 1982, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thành Phát, có trụ sở tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, chuyên kinh doanh mua bán thủy hải sản tại cảng cá Phước Thịnh, và các đối tượng Ngô Mạnh Linh, sinh năm 1987, Phạm Văn Hân, sinh năm 1991 và Trần Ảnh Phúc, sinh năm 1991, đồng thời tiến hành khám xét tại 3 địa điểm gồm chỗ ở và nơi làm việc của Phan Sinh Thành và chỗ ở của Ngô Bảnh Linh. Kết quả khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ một số đao kiếm và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan. Trước đó, vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 11 tháng 8 năm 2021, Công an huyện Quảng Trạch nhận được tin báo kêu cứu của các bị hại gồm Hồ Đăng Hải, Hồ Văn Huy, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Đức Tính, Nguyễn Khánh Phú, Trần Công Minh bị một nhóm đối tượng vô cớ dùng hung khí đuổi đánh ngay trên tàu sổ hiệu QB22322TS khi đang neo đậu tại vùng biển huyện Quảng Trạch, làm một số người bị thương, trong đó có một người bị thương tích nặng. Công an huyện Quảng Trạch đã phối hợp với lực lượng biên phòng Ròn tiến hành ứng cứu, đưa người đi cấp cứu, chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đây là nhóm đối tượng do Phan Sinh Thành cầm đầu, nghi vấn bảo kê cưỡng đoạt tài sản ở khu vực cảng Hòn La trong thời gian gần đây gây bức xúc, nhức nhối trong nhân dân. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã và đang chỉ đạo Công an huyện Quảng Trạch đã xác lập chuyên án đấu tranh điều tra làm rõ.
Tuy nhiên trong quá trình cơ quan công an đang củng cố tài liệu hồ sơ thì nhóm đối tượng này lại ngang nhiên vô cớ gây thương tích cho người khác. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, ngày 11 tháng 8 năm 2021, cả đối tượng đã dùng tàu số hiệu QB93501TS, sau đó áp sát tàu số hiệu QB22322TS, dùng dao kiếm, móc sắt, đánh đập gây thương tích cho những người đi trên tàu số hiệu QB22322TS nói trên. Công an huyện Quảng Trạch đã và đang tiếp tục củng cố chứng cứ tài liệu xem xét xử lý những đối tượng có liên quan trong vụ án cố ý gây thương tích, đồng thời tiến hành mở rộng vụ án đối với các hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhóm đối tượng do Phan Sinh Thành cầm đầu để xử lý theo quy định của pháp luật. Nằm trong chuỗi cả hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng 12 tháng 12 năm 2001, 12 tháng 12 năm 2021, Ban Quản lý Vườn đã tổ chức cuộc thi ảnh về Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng trên Internet nhằm quảng bá các giá trị nổi bật của Phong Nha Kẻ Bàng đến với người dân trong nước và cộng đồng quốc tế. Cuộc thi ảnh về Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được tổ chức từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 11 năm 2021. Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đủ từ 18 tuổi trở lên đều có thể đăng ký tham gia dự thi. Nội dung tác phẩm dự thi là những bức ảnh về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên, hang động, hệ động thực vật của chính tác giả được ghi tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Ảnh phải chân thử, không cắt ghép, có thể được chụp bằng máy ảnh hoặc điện thoại thông minh có chất lượng, độ nét cao, có tính nghệ thuật, phù hợp với chủ đề cuộc thi và là ảnh được đạt giải tại cả cuộc thi ảnh trong nước và quốc tế. Người dự thi có thể đăng ký dự thi tại địa chỉ website https://ảnh.phongnhakaebang.vn hoặc gửi tác phẩm dự thi qua địa chỉ email của ban tổ chức cuộc thi pnkb.cuocthiainh@gmail.com. Thông qua cuộc thi nhằm quảng bá những giá trị nổi bật toàn cầu của Phong Nha Kẻ Bàng đến với cộng đồng trong nước và quốc tế, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của mọi người trong việc chung tay bảo vệ, bảo tồn và phát huy có hiệu quả các giá trị của di sản thiên nhiên thế giới. Để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa triển khai các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có thông báo cụ thể về danh mục các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách được thực hiện trong thời gian tỉnh Quảng Bình giãn cách xã hội. Cụ thể có 28 dự án đầu tư công, trong đó có 24 dự án có vốn từ ngân sách trung ương và 4 dự án có vốn từ ngân sách tỉnh. 9 dự án ODA, 4 dự án của cả nhà đầu tư nằm trong danh mục được hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Đây chủ yếu là cả công trình dự án trọng điểm cấp bách phục vụ phòng chống thiên tai, phục vụ đời sống dân sinh, phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đơn vị cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cả huyện thị xã thành phố có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện nghiêm cả quy định, đồng thời theo dõi giám sát cả dự án, đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định số 2911 ngày 9 tháng 9 năm 2021 về việc quy định việc lưu thông, hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng chống thiên tai của các cơ sở trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những ngày qua, trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã có mưa lớn, làm cho nhiều diện tích lúa hè thu đang trong thời điểm thu hoạch bị ngập. Vụ hè thu năm nay, thành phố Đồng Hới gieo cấy hơn 814 ha lúa. Đến nay, bà con nông dân thành phố Đồng Hới đã thu hoạch được trên 440 ha lúa. Tuy nhiên, những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã có mưa lớn, làm cho hơn 370 ha lúa hè thu của bà con nông dân bị ngập. Hiện nay, để hạn chế thấp nhất thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, Hội Nông dân thành phố Đồng Hới đã phối hợp với các lực lượng tình nguyện và bà con nông dân gạt thủ công diện tích lúa còn lại có thể thu hoạch được.